cho các bạn được sự ủng hộ và tin tưởng của khách hàng trong suốt những năm qua. Hệ thống bán lẻ rượu thông minh đã có mặt tại khắp các thành phố lớn trên toàn quốc với 16 showroom và 5 trung tâm bảo hành lớn. Với sức mạnh mang lại cho khách hàng nhiều sản phẩm với giá hợp lý cùng chất lượng dịch vụ tốt nhất, nhiều chương trình, event và khuyến mại đã diễn ra. Và vào đúng 8 giờ sáng chủ nhật tuần này, rượu thông minh tiếp tục mang đến cho các bạn chương trình khuyến mãi chuyên khách hàng với nội dung chào hè siêu khuyến mãi bán không lãi. iPhone 6s quốc tế chỉ từ 2.990.000 đồng, tặng Meizu M5C chính hãng, dành trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh tại showroom 482 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Chương trình sẽ được diễn ra duy nhất trong ngày 10 tháng 6 năm 2018. Trong ngày khuyến mại thì tại showroom 482 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, rượu thông minh sẽ dành ưu đãi cho khách hàng xếp hàng mua hàng sớm nhất. Các bạn sẽ có cơ hội sở hữu được nhiều smartphone giá cực sốc. Một suất mua iPhone 6s quốc tế cũ 16GB sớm nhất sẽ được mua với giá là 2.990.000 đồng. Hai khách hàng mua tiếp theo sẽ được mua với giá là 3.590.000 đồng. Một khách hàng mua Xiaomi Redmi Note 5 Pro sớm nhất, phiên bản RAM 3GB bộ trong 32GB sẽ được mua với giá là 2.990.000 đồng và khách hàng mua tiếp theo sẽ được mua với giá là 3.590.000 đồng. Ba khách hàng mua Meizu M5C chính hãng đầu tiên, giá siêu sốc chỉ còn 990.000 đồng. Sau đó tất cả các sản phẩm này đều được bán đồng giá với chương trình flash sale chỉ 1.599.000 đồng. Như vậy thì mức giá này đã rẻ hơn 400.000 so với giá niêm yết. Mà ngoài ra, duy nhất trong ngày 10 tháng 6 năm 2018 thì các bạn sẽ còn được tặng thêm pin dự phòng Oran 5600 mAh khi mua Meizu M5C. Và ba khách hàng mua Meizu M6 nốt đầu tiên sẽ được mua với giá chỉ còn 2.990.000 đồng. 20 suất super flash sale mua Meizu M6S chính hãng chỉ còn 3.499.000 đồng. Và cuối cùng sẽ là 20 suất mua pin dự phòng Xiaomi 10.000 mAh thế hệ thứ 2 chỉ 269.000 đồng. Thứ hai đó là chương trình chiên khách hàng tham quan cũ qua. Nhằm cảm ơn sự ủng hộ to lớn của khách hàng dành cho khu vực showroom 482 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Nhân dịp này thì rượu thông minh xin gửi đến các bạn chương trình chiên đặc biệt với các nội dung như sau: tặng gậy chụp ảnh cho 100% khách tham quan cửa hàng, vệ sinh cài đặt update phần mềm máy miễn phí 100%, tặng dán carbon thời trang cho chuỗi sản phẩm Apple, Samsung hay Xiaomi và tặng phiếu giảm giá 5% tối đa là 50.000 cho các smartphone. Ngoài ra khách hàng đến tham quan showroom thì cũng 100% sẽ có quà. Các bạn sẽ được tham gia các trò chơi vui nhộn để có cơ hội book thăm thêm các phần quà như là pin dự phòng, tai nghe, gậy chụp ảnh, thẻ nhớ, ốp lưng thời trang cũng như nhiều voucher giảm giá. Ngoài những chương trình khuyến mại bán hàng diễn ra thì trong ngày 10 tháng 6 năm 2018, tất cả khách mua hàng cũng như khách tham quan tại showroom 482 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp đều nhận được phiếu book thăm may mắn để có cơ hội trúng chiếc Meizu M5C chính hãng 2GB RAM hỗ trợ 4G LTE với giá 1.999.000 đồng. Và lưu ý chương trình book thăm sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ cùng ngày. Vì vậy khách hàng sau khi mua hàng cũng như tham quan thì nhớ có mặt đúng 17 giờ để ban tổ chức tiến hành book thăm. Và cuối cùng sẽ là chương trình smartphone giảm giá sốc cho rất nhiều chiếc máy tại rượu thông minh. Đầu tiên đó là ngày vàng Xiaomi giảm giá tới 1,5 triệu đồng và đồng giá các màu duy nhất chỉ có trong ngày 10 tháng 6 năm 2018. Những sản phẩm cực hot như là Xiaomi Redmi Note 5 Pro chỉ còn 3.999.000 đồng, Xiaomi Mi 4 RAM 3GB chỉ còn 1.999.000 đồng, hay Redmi 5 Plus chỉ còn 3.499.000. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sở hữu những flagship khác như chiếc Black Shark chỉ còn 11.999.000 đồng, đã giảm tới 2 triệu đồng, hay chiếc Mi Mix 2S 128GB với RAM 6GB chỉ còn 12.799.000 đồng. Tương tự thì với những sản phẩm iPhone ZIN nguyên bản 100% giá rẻ đáng mua nhất, chiếc iPhone SE quốc tế cũ chỉ còn 3.440.000 đồng, iPhone 6S cũ chỉ còn 4.340.000 đồng, iPhone 6 cũ chỉ còn 3.540.000 đồng, hay những sản phẩm cao cấp khác như iPhone 7 Plus cũ chỉ còn 10.940.000 đồng, iPhone 8 Plus đỏ phiên bản đặc biệt, máy mới full box giá chỉ 19.840.000 đồng. Tiếp đến sẽ là những sản phẩm iPad ZIN nguyên bản 100% đẹp như mới, bảo hành 12 tháng và giảm giá sập sàn. iPad 2017 cũ 32GB đồng giá chỉ còn 6.999.000 đồng, iPad Air 2 cũ chỉ còn 5.999.000 đồng, iPad Air cũ chỉ còn 4.999.000 đồng, iPad mini 3 cũ còn 4.999.000 đồng và iPad mini 2 cũ chỉ còn 4.499.000 đồng. Với sản phẩm iPad cũ thì các bạn sẽ được tặng ngay bao dao thời trang, tặng dán cường lực khi nâng cấp gói bảo hành DKE Plus, tặng 3 ngày đổi trả sản phẩm nếu có lỗi của nhà sản xuất và sẽ được tặng sạc cáp titan chính hãng và bảo hành 12 tháng cả nguồn và màn hình khi các bạn nâng cấp gói bảo hành DKE Plus. Với những sản phẩm Oppo chính hãng thì các bạn sẽ được tặng voucher Galaxy Gift, tặng lịch World Cup 2018. Những sản phẩm đáng mua nhất như là Oppo F7 RAM 4GB chỉ còn 7.999.000 đồng, tặng phiếu mua hàng lên tới 800.000. Oppo F7 RAM 6GB chỉ còn 9.999.000 đồng, tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu. Oppo F5 Youth chỉ còn 5.999.000 đồng, tặng phiếu mua hàng 500.000. Và Oppo A83 chỉ còn 4.899.000, tặng phiếu mua hàng 500.000 đồng. Tất cả các sản phẩm thì đều được hỗ trợ trả góp 0%. Và trên đây là tất cả chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho showroom 482 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp vào chủ nhật tuần này. Và mời các bạn qua tham quan trải nghiệm cũng như mua hàng và nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.